Tiêm vaccine phòng viêm gan B trong 24 giờ sau sinh sẽ giúp làm giảm được 80 đến 95% nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con. Với lợi ích như vậy, những năm qua, ngành y tế Lào Cai nỗ lực duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ của mũi vaccine này. Đối với nhiều người, việc trẻ mới sinh còn non nớt đã phải tiêm mũi vaccine đầu tiên khiến họ e ngại. Tuy nhiên, với anh Lê Văn Hoàn lại rất yên tâm vì con mình đã được tiêm mũi vaccine này. Cháu vừa sinh sáng sớm nay thì được các bác sĩ được tiêm phòng hai mũi thì gia đình cảm thấy rất yên tâm để phòng bệnh cho bé ngay từ buổi đầu tiên. Một vài trường hợp các em bé được hoãn tiêm phòng là khi mà bạn ấy có cái tình trạng sức khỏe đặc biệt, ví dụ như là vừa mới sinh xong nhưng mà bạn ấy có cái tình trạng bệnh lý cấp tính suy hô hấp này, hay là những cái bệnh lý nhiễm trùng mà cần phải có sự kiểm tra về sức khỏe cũng như là cần can thiệp về sức khỏe thì sẽ tạm thời được hoãn lại. Hoặc là những em bé mà có tình trạng sốt chẳng hạn. Đấy, còn lại những cái em bé mà sức khỏe bình thường thì sẽ được khám sàng lọc, sau đó là sẽ được chỉ định để tiêm phòng. Tại Lào Cai, việc tiêm vaccine phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và tất cả các bệnh viện tuyến huyện. Tại bệnh viện tuyến huyện, công tác tuyên truyền vận động có phần khó khăn hơn, nhưng cán bộ y tế đã nỗ lực để các bé đều được tiếp cận với mũi vaccine đầu tiên trong đời. Nhờ vậy, tỷ lệ tiêm cho trẻ sinh tại bệnh viện hầu như đều đạt trên 80%. Thực tế thì cũng có một số trường hợp gia đình không muốn tiêm cho em bé trong vòng sớm như thế vì là họ lo lắng là em bé tiêm như thế sớm sẽ bị đau. Hoặc là cũng có trường hợp những đồng bào họ xuống đây sinh em bé thì là bọn chúng tôi là bị cản trở là bất đồng ngôn ngữ, nhưng mà cũng may mắn là chúng tôi cũng có nhờ những cái người dân người thân của bệnh nhân biết tiếng thì hỗ trợ phiên dịch thì họ cũng đã thuận lợi chấp nhận. Như vậy mà cái tỷ lệ tiêm chủng của chúng tôi vẫn đạt gần 96% ạ. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi hàng năm được tiêm mũi vaccine này tại Lào Cai chưa đạt tới 80%. Nguyên nhân chính là do nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế. Tập quán sinh con tại nhà của đồng bào vùng cao vẫn tồn tại. Trong kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng viêm gan B sơ sinh năm 2023, Sở Y tế đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó đặc biệt lưu tâm tới nhóm trẻ sinh tại nhà, nhằm thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm vaccine phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh ít nhất trên 90% vào năm 2025.